trong một trận đấu bóng đá, điều gì là quan trọng nhất? Một trận đấu không để lọt lưới ư? Cũng đúng, vì nếu không để thủng lưới, bạn sẽ không thể nào thua. Nhưng có một đội bóng nào có thể tiến đến ngôi vô địch mà không ghi một bàn nào không? Nếu không lọt lưới sẽ giúp ta không thua, thì việc ghi bàn sẽ giúp chúng ta có được chiến thắng. Còn gì tuyệt vời hơn khi đội bóng có thể sở hữu một tiền đạo hàng đầu, có khả năng ghi mọi bàn thắng trong bất kỳ tình huống nào, dù phải đương đầu với bất kỳ hàng thủ nào. Trong quá khứ, đã từng xuất hiện một mẫu tiền đạo như vậy, người mà gần như chỉ cần chạm chân vào bóng là có bàn thắng. Thậm chí số bàn của ông đôi khi còn vượt cả số lần ra sân. Phải, chúng ta đang nói về The Bomber hay Vua Dội Bom của bóng đá thế giới. Bạn đang xem chân dung huyền thoại Gerd Müller, khấu thân công vạn năng của nước Đức. Ngày 3 tháng 11 năm 1945, đó là ngày mà thế giới chào đón một trong những người sau này sẽ in dấu dày vào lịch sử làng túc cầu. Khi đó, một cậu bé có tên là Gerd Müller được chào đời tại thành phố nhỏ Nördlingen thuộc miền nam nước Đức, cách Munich khoảng 1 giờ rưỡi chạy xe. Gerd Müller được sinh ra trong một gia đình yêu bóng đá với cha là ông Johann Heinrich Müller và mẹ là bà Christina Caroline Müller. Năm lên 9 tuổi, Gerd Müller đã bắt đầu chạy theo quả bóng và kể từ đó, trái bóng như một người bạn đồng hành cùng ông mọi lúc mọi nơi. Ở thời hậu chiến tại Nördlingen, trái bóng của Müller chỉ là một cái lon thiếc ở trên phố. Và như một mối lương duyên, Gerd Müller bị bạn bè dụ dỗ gia nhập đội trẻ của TSV Nördlingen. Năm 16 tuổi, Gerd Müller tham gia vào kỳ tuyển chọn vào trường đào tạo bóng đá của câu lạc bộ. Thế nhưng khi nhìn thấy vóc dáng của cậu nhóc Gerd Müller, huấn luyện viên chịu trách nhiệm tuyển chọn đã ngay lập tức khẳng định: "Này, cậu sẽ không thể nào tiến xa được trong bóng đá đâu, hãy tìm một công việc khác mà làm ăn." Tuy nhiên, ngay khi được tung vào sân để thử việc, Gerd Müller đã khiến vị huấn luyện viên kia phải đổi ý. Bản năng sát thủ của một chàng tiền đạo 16 tuổi khiến mọi người đứng ở đó cảm thấy kinh ngạc. Gerd Müller có thể ghi được những bàn thắng vô cùng dễ dàng, hệt như cách chúng ta lấy đồ từ trong túi ra. Thậm chí, bất chấp những hậu vệ đối phương có cao lớn như thế nào và có vào bóng nguy hiểm ra sao, Gerd Müller vẫn là một hung thần trong vùng cấm. Với tài năng bóng đá siêu phàm trời phú, Gerd Müller nhanh chóng thăng tiến ở lò đào tạo của 1861 Nördlingen. Chỉ ngay mùa giải đầu tiên khoác áo đội 1, Gerd Müller đã ghi đến 51 bàn thắng chỉ sau cũng 31 trận đấu, tỷ lệ 1,65 bàn thắng mỗi trận. Đến giữa những năm 60, các câu lạc bộ lớn đã bắt đầu chú ý đến khả năng ghi bàn của Müller, nhưng họ vẫn do dự vì vóc dáng của ông. Mùa hè năm 1964, Bayern Munich khi đó được huấn luyện bởi Zlatko Kakovski đang thoi thóp Regionalliga Süd, một giải đấu vùng tương đương với giải hạng 2 nước Đức. Việc không nhanh chóng cải thiện vị trí của câu lạc bộ có thể khiến Kakovski bị sa thải bất cứ lúc nào. Các cổ động viên của Bayern lẫn chủ tịch thời bấy giờ là Wilhelm Niedecker không còn kiên nhẫn được nữa. Bayern sở hữu một dàn cầu thủ tương đối ổn, gồm những cầu thủ trẻ đầy nhiệt huyết, hừng hực lòng quyết tâm. Chỉ có điều họ không biết cách ghi bàn. Đã nhiều lần Zlatko Kakovski tức điên lên khi các học trò của mình bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn. Đúng lúc này, có một người giới thiệu với ông về một cầu thủ được mô tả là vạm vỡ, thế nhưng thấp bé, đậm người, thậm chí là còn hơi béo ú. Đã vậy, bắp đùi thì lại rất to, trong khi cặp chân thì lại vòng kiềng. Nếu không kịp khép lại thì đến cả một con cừu cũng chui qua lọt. Tên cầu thủ đó là Gerd Müller. Nhưng ngay cả Kakovski vẫn không dám tự tin với chàng cầu thủ đang được giới thiệu. Ông nói: "Ông muốn tôi phải làm gì với một vận động viên cứ tạ đây?" Chính vì vậy, sau khi Bayern Munich ký hợp đồng thành công với Gerd Müller vào năm 1964, trong suốt 10 trận sau đó, ông chỉ ngồi dự bị và xem các đồng đội mình thi đấu. Cùng chính thời điểm đầu quần cho Bayern Munich, Gerd Müller trở thành đồng đội với những Franz Beckenbauer và Sepp Maier. Chỉ cao 1m76 và nặng đến 90kg, Gerd Müller ở tuổi 19 không hoàn toàn giống với một cầu thủ bóng đá. Thậm chí sau một khoảng thời gian không được huấn luyện viên tin tưởng, suýt chút nữa Gerd Müller đã phải thu dọn đồ đạc và lên đường trở về nhà. Rất may, dưới áp lực của giám đốc Wilhelm Niedecker,
Zlatko Kakowski đã trao một suất ra mắt cho Gerd Müller vào ngày 18 tháng 10 năm 1964 và nhanh chóng Müller chứng tỏ bàn thắng sang bạc của mình. Gerd Müller, Franz Beckenbauer và Sepp Maier đã cùng nhau đưa Bayern tiến đến thành công và khởi đầu chính là màn thăng hạng Bundesliga chỉ sau một mùa thi đấu cùng nhau. Kể từ đó, Bayern đã bắt đầu chuỗi thành công dài của họ và trở thành một thế lực không thể nào ngăn cản ở nước Đức. Từ mùa giải 65-66 cho đến 69-70, Gerd Müller liên tục nâng cao thành tích ghi bàn của ông qua từng năm. Đầu tiên là 15 bàn, sau đó lần lượt là 28 bàn, 19 bàn, 30 bàn và đỉnh điểm là 38 bàn chỉ sau có 33 trận đấu trong mùa giải 69-70. Trong suốt 5 mùa bóng khởi đầu, Gerd Müller cùng với Bayern Munich đã giành được một đĩa bạc Bundesliga mùa 68-69, 3 cúp quốc gia Đức mùa 65-66, 66-67, 68-69 và một cúp C2 mùa 66-67. Thời điểm đó, Gerd Müller chỉ mới 25 tuổi, thế nhưng ông đã từng ghi 10 bàn chỉ sau 6 lần ra sân ở World Cup 1970 và xuất sắc giành luôn danh hiệu quả bóng vàng cùng năm, danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất nước Đức năm 67 và 69, cũng như thâu tóm danh hiệu vua phá lưới Bundesliga các mùa 67, 69 và 70. Tuy nhiên, mùa hè 1971 chỉ kiếm một Gerd Müller hoàn toàn khác. Từ một chàng trai trẻ được xem là viên ngọc quý của nước Đức trở thành một người đàn ông phong trần. Khi chất thần đồng thời trẻ đã biến mất, thay vào đó là một bộ rìa mép ấn tượng và lòng quyết tâm cao độ với mong muốn giúp Bayern Munich tạo ra một kỷ nguyên mới tại thành công. Ông dày công tập luyện để giảm cân xuống chỉ còn 72kg với những lớp cơ đầy săn chắc. Chất xúc tác nào chứa sự thay đổi của vua dội bom? Đó chỉ có thể là thất bại trong mùa giải 70-71 của ông cùng Bayern. Với một đội bóng chinh phục như hòm xám vào những năm 70, chỉ giành được ngôi vị áo quân Bundesliga và một chiếc cúp quốc gia Đức xem như là một mùa giải thất bại. Về mặt cá nhân, dù ghi đến 22 bàn thắng, nhưng Gerd Müller cũng không thể trở thành vua phá lưới Bundesliga và với ông, đó là một thất bại khó chấp nhận. Mặc dù khởi đầu tương đối chậm, thế nhưng mùa giải 71-72 đã chứng kiến một cơn bão hoàn hảo mà tên Gerd Müller cuốn phăng tất cả. Mùa hè năm 1972, Bayern lên ngôi vô địch Bundesliga lần thứ 3 trong lịch sử và Gerd Müller trở thành cầu thủ đầu tiên ghi được 40 bàn thắng trong một mùa giải ở Đức. Huấn luyện viên của Eintracht Frankfurt, Erich Rebeck tuyên bố rằng ông có thể đổi hai Beckenbauer chỉ để lấy một Müller. Còn với trung vệ của Frankfurt, Gerd Trinkland, Müller làm những điều mà không ai trên hành tinh này có thể làm được. Cách duy nhất để tôi có thể ngăn cản anh ta, đó chính là còng chân của anh ta lại. Với danh hiệu vua phá lưới Bundesliga mùa 71-72, Müller cùng với hùm xám Bavaria vô địch nước Đức bằng chiến thắng 5-1 trước Schalke 04. Vào cuối mùa giải năm đó, đã có những tin đồn liên quan đến việc tiền đạo người Đức sẽ chuyển đến Feyenoord của Hà Lan. Tuy nhiên sau cùng, Gerd Müller đã quyết định cam kết tương lai lâu dài với Bayern. Có thể nói rằng, từ mùa giải 72 cho đến 76 là khoảng thời gian vô cùng thành công trong sự nghiệp của Gerd Müller. Bayern không chỉ là bá chủ nước Đức mà họ còn lan rộng ra toàn cõi châu Âu với 3 chức vô địch C1 liên tiếp. Từ mùa giải 72 đến 79, Gerd Müller đã ghi đến 173 bàn thắng ở đấu trường Bundesliga. Trước khi rời Bayern vào năm 1979, Gerd Müller đã tạo nên một kỷ nguyên đầy thành công khi là tiền đạo vĩ đại nhất trong lịch sử nước Đức. The Bomber có 7 lần giành danh hiệu vua phá lưới Bundesliga, 2 lần giành danh hiệu vua phá lưới cúp C1 châu Âu. Ông cũng ghi 365 bàn thắng sau 427 trận đấu ở Bundesliga, nhiều hơn 100 bàn so với người xếp thứ hai của giải đấu là Lewandowski. Gerd Müller cũng giữ kỷ lục số bàn thắng ghi được nhiều nhất ở Bundesliga trong một mùa với 40 bàn trong mùa giải 71-72. Và phải mãi cho đến mùa giải 2020-2021, Lewandowski mới chính thức phá vỡ được kỷ lục này với 41 bàn. 7 trên tổng số 14 mùa giải khoác áo hùm xám, Gerd Müller đều đặn ghi trung bình hơn 1 bàn mỗi trận. Và nhắc đến vua dội bom người Đức, chắc chắn không thể quên được, ông đã từng giữ kỷ lục cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong một năm dương lịch với 85 bàn trong năm 1972, cho đến khi Lionel Messi vượt qua với kỷ lục 91 bàn vào năm 2012. Về mặt danh hiệu tập thể, Gerd Müller đã cùng với Bayern nâng cao 4 chiếc đĩa bạc Bundesliga, 4 cúp quốc gia Đức, 3 cúp C1 châu Âu liên tiếp từ các năm 74 cho đến 76, 1 cúp C2 châu Âu, 1 cúp liên lục địa. Trong thời gian này, Gerd Müller
cũng giành cho mình một quả bóng vàng châu Âu năm 70, hai lần đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất năm của bóng đá Đức, hai chiếc giày vàng châu Âu, một chiếc giày vàng World Cup. Năm 1999, Gerd Müller xếp thứ 9 trong cuộc bình chọn cầu thủ châu Âu xuất sắc nhất thế kỷ do Liên đoàn Thống kê và Lịch sử bóng đá quốc tế tổ chức. Năm 2004, Pelé đưa Müller vào danh sách FIFA 100 cho những cầu thủ còn sống vĩ đại nhất của bóng đá thế giới. Ở tuổi 34, Gerd Müller đã bắt đầu cuộc phiêu lưu kéo dài trong 2 năm của mình tại giải đấu Bắc Mỹ, trong mùa áo của Fort Lauderdale. Dù khi đó, Müller phần nào bị ảnh hưởng bởi dấu hiệu của tuổi tác khi ông đã chậm hơn trước, thế nhưng số bàn thắng của ông đến như một lẽ hiển nhiên. Trong 3 mùa giải chơi tại Mỹ, vua dội bom ghi 38 bàn sau 71 trận đấu. Trước khi treo giày, Gerd Müller có lần trở lại Bayern cho trận đấu chia tay ông gặp Olympiakos vào năm 1981. Trớ trêu thay, trận đấu tri ân vua dội bom nước Đức mà lại kết thúc không có bàn thắng nào. Tuy nhiên dù sao đi chăng nữa, sự nghiệp mà Gerd Müller để lại cho làng tốt cầu quả là một di sản quá đỗi vĩ đại. Một nhà sưu tập danh hiệu khổng lồ, từ những chiếc cúp tập thể cho đến những danh hiệu cá nhân. Không phải hoài nghi về việc Gerd Müller chính là tiền đạo vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Đức. World Cup 1966 tổ chức trên nước Anh cũng đánh dấu lần ra mắt của Gerd Müller trong mùa áo Tây Đức. Nhưng ở trận chung kết năm đó, Tây Đức đã thất bại 2-4 trước đội chủ nhà. Tại World Cup Mexico 1970, Tây Đức tiến vào bán kết và dừng chân trước Ý khi để thua trên trận phạt đền với tỷ số 3-4. Dù vậy, Tây Đức cũng kịp kết thúc giải đấu với vị trí hạng 3 sau khi đánh bại Uruguay. Với phong độ hủy diệt của mình, Gerd Müller đã xé toang màn lưới đối phương tới 10 lần tại World Cup 1970 và ẵm luôn danh hiệu vua phá lưới. Sau khi có mùa giải 71-72 đại thành công cùng với Bayern với 40 bàn thắng ở Bundesliga, Gerd Müller quyết định nghỉ ngơi cho các trận đấu cấp câu lạc bộ để dồn sức cho kỳ Euro 1972. Và chính quyết định đó của ông đã giúp cho Tây Đức có một chuỗi thành công của họ. Và chính quyết định đó của Müller đã giúp Tây Đức khởi đầu cho chuỗi thành công của họ. Được tổ chức tại Mỹ, Euro 1972 có một thể thức vô cùng đơn giản khi chỉ có vỏn vẹn 4 đội tuyển tham gia với 3 thành phố đăng cai và 4 trận đấu. Tây Đức dễ dàng vượt qua chủ nhà Mỹ với tỷ số 2-1 bằng cú đúp của Gerd Müller. Và đến trận chung kết gặp Liên Xô, nhưng cầu xe tăng tiếp tục bắn hạ đối thủ với tỷ số 3-0. Trong đó Gerd Müller lại tiếp tục ghi được một cú đúp và giành ngôi vị vua phá lưới. Hai năm sau, Tây Đức tham dự World Cup 1974 với một đội hình siêu mạnh mà Gerd Müller chính là đầu tàu nơi hàng công của những cỗ xe tăng. Người ta ví von, ông chính là họng pháo của chiếc xe tăng, sẵn sàng nã tung lưới bất kỳ đội bóng nào. Đội hình của Tây Đức năm đó dẫn dắt bởi Helmut Schön, trong đó tập hợp những cái tên máu mặt bậc nhất như Peter Voss, Sepp Maier, Hans-Jörg Vazembeck và dĩ nhiên không thể thiếu hai cái tên nòng cốt, hai huyền thoại sống, Franz Beckenbauer và Gerd Müller. Với một lối chơi đầy khoa học kết hợp giữa công thủ toàn diện, Tây Đức dễ dàng bước lên đỉnh thế giới trước sức mạnh tấn công hủy diệt của bóng đá tổng lực của người Hà Lan với Johan Cruyff. Tuy nhiên, trận chung kết World Cup 1974 trước Hà Lan cũng là trận đấu cuối cùng mà Gerd Müller chơi cho đội tuyển quốc gia khi ông tuyên bố chia tay đội tuyển khi chỉ mới 29 tuổi, khiến cho cả thế giới cảm thấy bất ngờ. Đã có rất nhiều lý giải về nguyên nhân Gerd Müller rời đội tuyển khi còn đang ở giai đoạn đỉnh cao, mà một trong những câu chuyện phổ biến nhất là việc Müller phản ứng với quyết định của Liên đoàn bóng đá Đức không cho phép các bà vợ của cầu thủ tham dự bữa tiệc mừng chiến thắng sau trận chung kết với Hà Lan. Nhưng thật ra đó cũng chỉ là những lời thổi phồng của truyền thông. 3 ngày trước khi diễn ra trận chung kết lịch sử, Gerd Müller đã đến gặp huấn luyện viên Helmut Schön, thông báo rằng ông sẽ chấm dứt sự nghiệp thi đấu quốc tế và sẽ chuyên tâm chơi cho Bayern. Nhưng có một điều không thể phủ nhận là mối quan hệ giữa Gerd Müller và Liên đoàn bóng đá Đức đã rạn nứt trong suốt một khoảng thời gian. Hai bên đã có không ít lời qua tiếng lại ngay sau khi tuyển Đức đoạt danh hiệu vô địch thế giới. Đã nhiều lần, Müller mô tả khoản tiền thưởng ít ỏi của Liên đoàn bóng đá Đức dành cho các tuyển thủ sau chiến thắng ngoạn mục trước Hà Lan là một điều nực cười. Sau khi giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế,
Gerd Müller đã có số bàn thắng ghi được còn nhiều hơn cả số lần ra sân của ông, với 68 bàn sau 62 trận đấu. Gerd Müller cũng là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại cho tuyển Đức trong suốt gần 40 năm, cho đến khi bị Miroslav Klose vượt qua cột mốc này vào năm 2014, mặc dù Klose phải cần gấp đôi số lần khoác áo tuyển Đức để làm được điều đó. Đương thời, Gerd Müller cũng là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại ở các vòng chung kết World Cup với 14 bàn thắng, chỉ sau hai kỳ World Cup 1970 và 1974. Mãi cho đến World Cup 2006, Ronaldo de Lima mới phá được kỷ lục này. Thời điểm kết thúc 3 mùa giải chơi bóng tại Mỹ cho Fort Lauderdale, Gerd Müller cũng chính thức treo giày vào năm 1981, qua đó khép lại 18 năm thi đấu đỉnh cao, để tên tuổi của ông mãi được in dấu vào sử sách bóng đá và ngôi đền huyền thoại với tư cách là một trong những tiền đạo vĩ đại nhất thế giới, với biệt danh vua dội bom cùng với một số lượng bàn thắng khổng lồ. Chơi bóng ở thập niên 60 và 70, thời điểm mà bóng đá tấn công hoa mỹ là xu hướng thế giới, Gerd Müller đã chứng minh rằng ông là mẫu tiền đạo toàn diện, có thể thi đấu ở bất kỳ thời đại nào với bản năng săn bàn tuyệt diệu và luôn biết cách hóa giải mọi hàng phòng ngự. Thời điểm đó, làm gì có ai tưởng tượng ra viễn cảnh một cầu thủ có thể ghi đến 10 bàn ở một vòng chung kết World Cup, huống hồ gì là kỷ lục 14 bàn chỉ trong hai kỳ World Cup. Ấy vậy mà, Gerd Müller làm được dễ như trở bàn tay. Có thể nói, Müller chính là người đã đặt những viên gạch đầu tiên trên một mẫu tiền đạo hiện đại, và ông cũng là một tượng đài lớn trong lịch sử làng túc cầu. Gerd Müller thoạt nhìn có vẻ không thanh thoát với một thân hình cục mịch, nhưng chính điều đó đã đánh lừa tất cả bởi sự nhanh nhẹn và bản năng sát thủ của The Bomber. Ngay cả người đồng đội Franz Beckenbauer cũng từng nhận xét: tốc độ của anh ấy thật đáng kinh ngạc. Trong những buổi tập, tôi đã đối đầu rất nhiều lần với anh ấy, nhưng chưa bao giờ có cơ hội thắng được anh ấy cả. Thiên tài là vậy, nhưng ở thời điểm Gerd Müller rời bỏ sân cỏ cũng là lúc ông bắt đầu cho chuỗi ngày bi kịch của cuộc đời mang tên nghiện rượu, khi ông mở một quán bar tại Florida. Rượu đã từng phá hỏng cuộc đời và sự nghiệp của không ít cầu thủ kiệt xuất, và Gerd Müller là một trong số đó. Cô con gái của ông đã nhiều lần không nhận ra nổi người cha của mình, còn vợ ông thì đệ đơn ly dị vì không thể chịu nổi một người chồng luôn say mèm. Cuộc ly dị tốn kém theo pháp luật Mỹ cùng với những thất bát trong chuyện làm ăn đã tước đi của Gerd Müller những đồng tiền cuối cùng trong đời. May mắn cho ông khi mà người bạn thân Beckenbauer cùng các đồng đội năm nào đã kêu gọi quyên góp tiền để có thể trả lại phí cho Gerd Müller điều trị ở một trung tâm cai nghiện rượu và giúp ông lấy lại được cuộc sống bình thường, sau đó đưa ông trở lại Bayern Munich với công tác đào tạo trẻ. Năm 2014, Gerd Müller bắt đầu căn bệnh Alzheimer, và 3 năm sau đó, huyền thoại người Đức mất trí nhớ và phải sống phần còn lại cuộc đời trong cô đơn ở một viện dưỡng lão. Ngày 15 tháng 8 năm 2021, cả thế giới chấn động với thông tin Gerd Müller đột ngột qua đời ở tuổi 75 sau một thời gian dài suy yếu sức khỏe. Chủ tịch của Bayern, Herbert Heiner chia sẻ: "Hôm nay là ngày buồn với câu lạc bộ và người hâm mộ bóng đá Đức. Gerd Müller là tiền đạo vĩ đại nhất mà câu lạc bộ này từng sở hữu, là một nhân vật xuất chúng của bóng đá thế giới. Màn trình diễn và những công hiến của ông đã khiến khán giả yêu thích Bayern nhiều hơn, và thật tiếc khi ông đã ra đi mãi mãi. Tên tuổi và hồi ức của ông sẽ mãi sống trong lòng người hâm mộ bóng đá Đức cũng như những người yêu Bayern." Trong những năm qua, bóng đá thế giới đã chứng kiến quá nhiều sự mất mát, từ sự ra đi của cậu bé vàng Maradona, Paolo Rossi, và giờ chúng ta lại mất thêm một huyền thoại, Gerd Müller. Có lẽ nếu ngày đó chàng trai trẻ Müller không được giới thiệu để gia nhập Bayern, thì có lẽ giờ đây chúng ta còn chẳng biết Bayern Munich là câu lạc bộ nào và đang đá tại giải hạng mấy. Nói không ngoa khi chính Gerd Müller là một trong những người đã thay đổi luôn cả lịch sử của hùm xám Bavaria. Nhưng thành tích của Müller là vô tiền khoáng hậu, dù rằng sau này ông bị những người hậu bối vượt qua các cột mốc, nhưng để có thể lưu giữ nó suốt một khoảng thời gian rất dài, cả chục năm, chứng tỏ Gerd Müller là một trong những tiền đạo xuất chúng và vĩ đại nhất mọi thời đại. Chúng ta ngày nay có thể nói về việc Messi đã ghi 91 bàn trong một năm dương lịch như thế nào, Ronaldo khiến thế giới sửng sốt ra sao với những pha lập công ấn tượng. Nhưng chúng ta sẽ không thể nào quên được có một tiền đạo đã từng đặt nền móng cho những mẫu tiền đạo hiện đại sau này của kỷ nguyên bóng đá,
một ông vua vòng cấm đích thực. Xin cảm ơn ông vì đã đặt chân vào thế giới bóng đá và cống hiến tất cả tinh hoa, khả năng siêu phàm của mình. Nguyện cầu cho ông được an nghỉ. Tên tuổi và hồi ức về ông sẽ tồn tại mãi mãi trong trái tim của những con chiền bóng đá. Vua dội bom Gerd Müller. Perhaps they never